Zuma xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục hỏi đáp nhanh tuần này, chúng ta sẽ quay trở lại với kiến thức hình học không gian của lớp 12, bài toán tính thể tích của khối chóp. Dạng toán hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là một dạng bài toán liên quan tới khối chóp rất là đặc biệt. Đó chính là khối chóp có hai cạnh bên vuông góc lần lượt với hai cạnh đáy. Đồng thời trong bài toán thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xác định đường cao của cái khối chóp đặc biệt này. Nào trước khi đi vào nội dung thú vị của bài toán ngày hôm nay Thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này Đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nhé. Đồng thời nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình Đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh Để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV Bài toán có nội dung như sau Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với AB SC vuông góc với BC độ dài cạnh SA bằng A căn 2 và độ dài cạnh AB thì bằng là A nhỏ. Nếu đáy ABC là tam giác đều thì khối chóp có thể tích là V1. Nếu đáy ABC là tam giác vuông cân tại B thì khối chóp có thể tích là V2. Tính tỷ số V1 trên V2 bằng đáp án A là căn 3 trên 4, đáp án B là 1 phần 2, đáp án C là căn 5 trên 2 và đáp án D là căn 5 trên 4. Rõ ràng cái khó của bài toán này đó chính là khi các bạn vẽ hình chóp thì các bạn sẽ không biết được chân đường cao H của cái khối chóp này nó sẽ nằm ở đâu và chúng ta sẽ xây dựng như thế nào đúng không? Đầu tiên thì các bạn cứ gọi H là hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC. Lúc này các bạn có thể vẽ hình hoặc là không vẽ hình cũng được. Mà chủ yếu chúng ta sẽ có được những cái điều sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có được là AB vuông góc với SH. Hiển nhiên rồi, khi mà H là hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC thì SH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Do vậy mà AB sẽ vuông góc với SH. Mặt khác giả thiết thì chúng ta cũng có được là AB vuông góc với SA. Như vậy chúng ta sẽ có được ngay AB sẽ vuông góc với mặt phẳng SHA. Hay chúng ta suy ra được đó là AB vuông góc với AH. Và chứng minh tương tự ta cũng sẽ có được là BC vuông góc với CH. Như vậy rõ ràng trong cái tứ giác ABCH thì đây là một tứ giác khá đặc biệt bởi tứ giác này sẽ có hai góc đối diện là góc A và góc C là hai góc vuông. Như vậy cái quan trọng của bài toán này đó chính là các bạn cần phải đi xác định được cái tứ giác ABCH nó có gì đặc biệt hay không. Để từ đó chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo của bài toán. Đó là xét cho từng trường hợp khi đáy ABC là tam giác đều hoặc là tam giác vuông cân tại B. Để từ đó chúng ta có thể xác định được cái vị trí H tương ứng. Và từ đó chúng ta mới tính được cái thể tích của cái khối chóp SABC theo từng trường hợp một. Nào chúng ta sẽ xét đến trường hợp đầu tiên đó là tam giác ABC là tam giác đều. Các bạn hãy quan sát vào hình vẽ. Ở trên hình vẽ này thì hình ở phía bên phải đó chính là hình thật của mặt phẳng đáy mà mình nhìn từ trên xuống. Các bạn nên vẽ thêm cái hình phẳng này để chúng ta có thể tính toán một cách dễ dàng hơn. Và để đi tính cái thể tích của khối chóp SABC thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải đi tính được cái đường cao SH. Mà SA thì người ta cho rồi, Do vậy để đi tính đường cao SH thì các bạn sẽ cần phải đi tính cái độ dài cạnh AH. Và các bạn quan sát vào cái hình phẳng ở phía bên phải là cái hình mà mình vẽ cái mặt phẳng đáy nhìn từ trên xuống thì chúng ta sẽ thấy ngay cái tam giác ABH là tam giác vuông tại A. Do cái tứ giác HABC là cái tứ giác có góc A và góc C là hai góc vuông mà mình đã lý giải ở cái phần lý thuyết ban đầu. Trong đó rõ ràng là AM nó sẽ vuông góc với thằng HB. Do vậy chúng ta sẽ đi tính cái thằng AH rất là dễ dàng theo cái công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông ta sẽ có được là một phần AH bình chính là bằng là một phần AM bình trừ cho một phần AB bình trong đó thì AM nó bằng một nửa AC mà tam giác ABC tam giác đều mà do vậy AC bằng A thì AM sẽ bằng A trên 2 còn AB thì bằng A rồi thay vào và chúng ta sẽ tính ra được kết quả sẽ bằng là 3 trên A bình phương hay thấy tương đương AH bình phương sẽ bằng là A bình phương trên 3 như vậy lúc này áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông SHA thì chúng ta sẽ có được là SH bình chính là bằng là SA bình trừ cho AH bình hay là bằng là 2A bình phương trừ cho A bình phương trên 3 và bằng là 5A bình phương trên 3. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được cái cạnh SH chính là bằng là A căn 15 trên 3. Và chúng ta sẽ có ngay được cái thể tích V1 chính là bằng là 1 phần 3 SH nhân cho diện tích tam giác ABC trong đó thì tam giác ABC là tam giác đều có cạnh là A nên diện tích của nó sẽ bằng là A bình phương căn 3 trên 4. Như vậy chúng ta sẽ có được cái V1 của mình chính là bằng là 1 phần 3 nhân cho A căn 15 trên 3 nhân cho A bình phương căn 3 trên 4 và bằng là A mũ 3 căn 5 trên 12. Chúng ta sẽ chuyển qua cái trường hợp thứ hai đó là tam giác ABC là tam giác vuông cân tại B. Lúc này chúng ta sẽ có cái hình vẽ mới như sau. Thì nhìn trên hình vẽ này, các bạn thấy rõ ràng do góc B là góc vuông và cái tứ giác HABC là tứ giác vuông tại A và C. Đồng thời cái cạnh AB và cạnh BC nó lại bằng nhau nữa. Do vậy chúng ta sẽ có ngay được cái tứ giác HABC chính là hình vuông. Như vậy đối với trường hợp này thì việc tính đường cao nó lại còn dễ hơn cả so với trường hợp trước. Bởi vì lúc này chúng ta sẽ có ngay được cái cạnh AH chính là bằng cạnh BC và bằng là A. Như vậy áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông SHA thì chúng ta sẽ có được là SH bình thì chính là bằng là SA bình trừ cho AH bình hay bằng là 2A bình trừ cho A bình và bằng là A bình và tương đương là SH sẽ bằng là A. Như vậy chúng ta sẽ có được cái công thức thể tích V2 chính là bằng là 1 phần 3 SH nhân cho diện tích tam giác ABC trong đó tam giác ABC là tam giác vuông tại B thì diện tích sẽ bằng là 1 phần 2 AB nhân cho BC. Như vậy chúng ta sẽ có được là V2 chính là bằng là 1 phần 3 A nhân cho 1 phần 2 A nhân A và bằng là A mũ 3 trên cho 6. Như vậy chúng ta đã thành công trong việc tính thể tích V1 và V2 cho từng cái trường hợp đáy của tam giác ABC. Như vậy chúng ta sẽ có được là V1 trên V2 chính là bằng là A căn 5 trên cho 12 chia cho A mũ 3 trên 6. Và kết quả là bằng là căn 5 trên 2. Và chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Thì theo mình đánh giá cái bài toán này, khó nhất vẫn là ở chỗ các bạn cần phải đi xây dựng được cái chân đường cao H nó nằm ở vị trí như thế nào. Ứng với từng trường hợp khi cho đáy là tam giác đều hay là tam giác vuông cân tại B. Và từ đây các bạn có thể mở rộng ra cho cái tam giác ABC là những cái tam giác đặc biệt khác. Và các bạn hãy nhớ cái cách mà mình đi chứng minh ở cái phần đầu của lý thuyết để từ đó chúng ta sẽ có được cái tứ giác HABC là một cái tứ giác đặc biệt như thế nào. Trong quá trình mình giảng bài, nếu các bạn chưa hiểu chỗ nào thì đừng ngại để lại về dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lúc đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.